Chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì đến với bãi kiển của em Nhi ha, ở Vĩnh Thành, Chà Lách, Bến Tre, để em Nhi quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Mình luôn mai giống, mai ghép giống, nhiều loại giống ha cô chú anh chị ha, hàng chào Tết năm 2025. Rất mong cô chú anh chị xem được cây nào mình ủng hộ cho em Nhi nha, không là mất thời gian nữa ha. Em mời gặp luôn Nhi đến Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Và chào Nhi nha. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay trên lời kênh em xin lỗi cô chú anh chị luôn mai giống nha, không mong cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ anh ạ. Cái clip hôm nay mở số 1V là cái giỏ siêu nụ nha. Siêu nụ ha, gốc qua trời hàng cũ ha. Hoành được 7, cao 46, tới ngang được 40. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 100 ngàn thôi nha. Rồi, cổ đế quá đẹp luôn, 100 ngàn bao ship ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 2V. Rồi. Cây Phượng Thanh Tân. Rồi. Phượng Thanh Tân cô chú anh chị. Rồi, cho thứ 56 luôn em. Cúc Phượng Thanh Tân nha. Dạ, quanh được 11, cao 38, tới ngang được 51. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cái này 150 nha. Rồi, đã cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 3V. Một cây cúc hoàng đế nha. Rồi, con số này em. Quanh được 10, cao 50, tới ngang 47. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng 150 thôi nha. Rồi, đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 4V, cây cúc 150 cánh. Cái tàn bụi trẻ đó, cô chú anh chị ha, 150 cánh ha. Rồi. Quanh 14, cao 64, tới ngang 70. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 200 ngàn. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 5V. Một cây giỏ siêu ong nha. Rồi, siêu ong Sài Gòn nha. Nguyên củ bí luôn rồi chứ anh chị. Quanh được 9. Rồi. Cao 38, tới ngang được 60. Nhà em để cô chú anh chị gần xa mình giá 120 ngàn. Rồi, đợi cho luôn ha. Rồi, tiếp theo. 6V cái cúc hoàng hậu. Rồi, cái này lùng là cô chú anh chị ha. Quanh 9. Rồi. Cao 29, tới ngang 38. Cái này để cô chú anh chị gần xa mình giá 120 nha. Rồi, đợi cho luôn ha. Rồi, tiếp theo cái mã số 7V cái cúc hoa hồng Thanh Tú. Rồi. Quanh 8, cao 36, tới ngang được 45. Cái này để cô chú anh chị gần xa mình giá 100 ngàn. Rồi, đợi khai luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 8V, cây giả Phú Tân nha. Rồi. Hôm nay em như thanh lý, mới có giá cực rẻ vậy cô chú anh chị ha. Giá là bao ship hết được nha. 13, cao 41, tới ngang được 44. Đi đọt nè cô chú anh chị ha, rất là mạnh nha. Dạ, cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 100 ngàn nha. Rồi, đợi khai luôn ha, bao ship luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 9V cái cúc hoa hồng Thanh Tú nha. Cái này thì em mới đồn là nó đi mới còn cơ đọt ha, đang bắn cơ thứ hai em ha. Dạ. Bình 12, cao 39, tới ngang được 340. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá này là 150 nha. Rồi, bao ship ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 10V. 10V là cây siêu ong Sài Gòn nha. Rồi, cái này cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Thông số luôn em ha. Quanh được 19, cao 50, tới ngang 47. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150 nha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 11V. Rồi. Một cái siêu ong Sài Gòn. Đi gắn. Đấy, mình còn gắn bụi chảng luôn cô chú anh chị. Quanh 9, cao 37, tới ngang 40. Cây đang đi đọt rất là sung luôn ha. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 12V, cây Phượng Thanh Tân. Rồi. Quanh 10, cao 48, tới ngang 86. Cây này để cô chú anh chị gần xa mình giá 170 ngàn nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cặp mã số 13V. 13V là một cặp hoa hồng Anh Tú nha. Rồi, này cũng đang đi đọt rất là sung nha cô chú anh chị ha. Không có gì hết ha. Cây khẽ ru à. Quanh được 10. Rồi. Cao 40, tới ngang 36. Cặp này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150 nha. Bao rồi, 150 bao ship luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 14V, một cây giỏ Phú Tân. Quanh được 10. Rồi. Cao 48, tới ngang 36. Cây này để cô chú anh chị gần xa mình giá 100 ngàn. Rồi, tiếp theo cây mã số 15V, cây cúc Song Hỷ. Rồi.
Quanh 10. Dạ. Cao 34, có ngang được 49. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 120.000. Bao ship em. Dạ. Rồi, đó các. Rồi, tiếp theo cái mã số 16V cái siêu Sài Gòn nha. Rồi. Cái này ghép ốc nhớt liền có ốc. Quanh được 8. Cao 53. Rồi. Lấy gồng nha. Cao 50, cái này cô chú anh chị gần xa mình giá 180.000 và cũng là cây clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được kênh ông hôm nha. Em xin chào và gặp lại. Rồi, cũng thay mặt cho kênh giống như em Nhi, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo.